chẳng từ trong hữu sở đắc mà không sở đắc, chẳng từ trong vô sở đắc mà không sở đắc. Này Tu Bồ Đề, hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng, đây gọi là không sở đắc. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ở trong pháp hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng cần phải học. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì gọi là người vô sở đắc, người không lầm lỗi. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng hành hữu sở đắc, chẳng hành vô sở đắc thì sao lại từ một bực lên một bực đến được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng ở trong hữu sở đắc để từ một bực lên một bực. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, vô sở đắc là tướng của Bát Nhã Ba La Mật, vô sở đắc là tướng của Vô Thượng Bồ Đề, vô sở đắc cũng là tướng của người hành Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc, người hành Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc thì làm sao chư Đại Bồ Tát phân biệt các pháp tướng? Là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn đến là Vô Thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy có sắc, nhẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy có sắc, nhẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề, làm sao đầy đủ được sáu Ba La Mật vào trong Bồ Tát vị? Vào xong, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí xong, chuyển pháp luân làm Phật sự độ chúng sanh thoát sanh tử. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng vì sắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật, nhẫn đến chẳng vì Vô Thượng Bồ Đề mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì sự gì mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, vì không chỗ làm mà Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp không chỗ làm, không chỗ tắc, Bát Nhã Ba La Mật cũng không chỗ làm, không chỗ tắc, Vô Thượng Bồ Đề cũng không chỗ làm, không chỗ tắc, Đại Bồ Tát cũng không chỗ làm, không chỗ tắc. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật không chỗ làm, không chỗ tắc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không chỗ làm, không chỗ tác thì chẳng nên phân biệt có ba thừa. Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, Phật Thừa. Này Tu Bồ Đề, trong các pháp không chỗ làm, không chỗ tác thì không có phân biệt. Trong có chỗ làm, có chỗ tác thì có phân biệt. Tại sao vậy? Vì phàm phu ngu nhân chẳng nghe thánh pháp, chấp trước năm ấm. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Họ chấp trước đàn na ba la mật, nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Ngu nhân này quan niệm có sắc và được sắc đó, nhẫn đến có Vô Thượng Bồ Đề và được Vô Thượng Bồ Đề đó. Bồ Tát nghĩ rằng tôi sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, tôi sẽ độ chúng sanh thoát sanh tử. Này Tu Bồ Đề, ta dùng ngũ nhãn quan sát còn chẳng thấy có sắc nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề, huống là ngu nhân không có con mắt mà muốn được Vô Thượng Bồ Đề độ chúng sanh thoát sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Phật dùng nhũ nhãn quan sát chẳng thấy kẻ được độ trong những chúng sanh bị sanh tử, tại sao ngày nay Đức Thế Tôn được Vô Thượng Bồ Đề phân biệt chúng sanh có ba tụ? Chánh định, tà định và bất định. Này Tu Bồ Đề, ta được Vô Thượng Bồ Đề, vốn chẳng thấy có chúng sanh ba tụ. Chánh định, tà định, bất định. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh ở nơi không pháp mà tưởng có pháp. Để trừ sự hư vọng chấp trước pháp thế tục của họ nên ta nói có được chớ chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải ở nơi đệ nhất nghĩa mà được Vô Thượng Bồ Đề ư? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, ở nơi điên đảo mà được Vô Thượng Bồ Đề ư? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng ở nơi đệ nhất nghĩa được Vô Thượng Bồ Đề cũng chẳng ở nơi điên đảo được Vô Thượng Bồ Đề. Phải chăng là không có Thế Tôn được Vô Thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, không phải như vậy, ta thiệt được Vô Thượng Bồ Đề không trụ nơi tướng hữu vi, nơi tướng vô vi. Này Tu Bồ Đề, như hóa nhân của Phật biến hóa ra đó, chẳng trụ nơi tướng hữu vi, vô vi, mà hóa nhân cũng có đến, đi, ngồi, đứng. Này Tu Bồ Đề, hóa nhân đó hoặc hành sáu ba la mật, hành tứ thiên, tứ vô lượng tâm, hành vô sắc định, ngũ thần thông, hành tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, nhập không tam muội, vô tướng tam muội,
vô tác tam muội, hành nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp không, hành bát bội xả cửu thứ đệ định, hành mười trí lực, bốn vô úy, bốn vô ngại, đại từ đại bi, được vô thượng bồ đề, chuyển pháp luân. Hóa nhân đó biến hóa vô lượng, chúng sanh có ba tụ. Này tu bồ đề, theo ý ngươi nghĩ thế nào? Hóa nhân đó hành đàn ba la mật nhẫn đến có ba tụ chúng sanh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này tu bồ đề, Đức Phật cũng như vậy. Đức Phật biết các pháp như hóa nhân độ chúng sanh, không có chúng sanh thiệt để độ. Như vậy, này tu bồ đề, Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật hành như hóa nhân hành vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như hóa thì Phật cùng hóa nhân có gì khác? Này tu bồ đề, Phật cùng hóa nhân không khác. Tại sao? Vì Phật hay làm sự việc, hóa nhân cũng hay làm sự việc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không Phật riêng hóa nhân hay làm sự việc chăng? Này tu bồ đề, riêng hóa nhân hay làm sự việc. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao không Phật hóa nhân lại hay làm sự việc? Này tu bồ đề, như thuở quá khứ có Phật hiện tu phiến đa, vì muốn độ hàng Bồ Tát mà hiện hóa Phật rồi tự diệt độ. Hóa Phật đó trụ thế nửa kiếp làm Phật sự, thọ ký cho chư Bồ Tát xong rồi diệt độ. Tất cả chúng sanh thế gian đều cho là Phật thiệt diệt độ. Nhưng này tu Bồ Đề, hóa nhân thiệt không sanh, không diệt. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải tin và biết rằng tất cả pháp như hóa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Phật cùng hóa nhân do Đức Phật biến hóa ra đó không sai khác nhau thì làm sao khiến người bố thí thanh tịnh? Như có người cúng dường Đức Phật, người này nhẫn đến lúc vô dư niết bàn được phước đức chẳng cùng tận. Nếu như có người cúng dường hóa Phật cũng được phước đức chẳng cùng tận như vậy chăng? Này tu bồ đề, Đức Phật dùng thiệt tướng của các pháp mà làm phước điền cho trời, người và tất cả chúng sanh. Hóa Phật cũng dùng thiệt tướng của các pháp mà làm phước điền cho trời, người và tất cả chúng sanh. Này tu bồ đề, để hóa Phật và gieo phước đức chỗ hóa Phật đó lại, nếu có thiện nam, thiện nữ thành tâm cung kính niệm Phật. Nhân duyên căn lành này mãi đến giải thoát, phước đức của thiện nam, thiện nữ ấy vẫn chẳng cùng tận. Để sự thành tâm cung kính niệm Phật đó lại, nếu có thiện nam, thiện nữ đem một bông hoa rải trên hư không mà niệm Phật, người này mãi đến lúc giải thoát, phước đức đó chẳng cùng tận. Để sự thành tâm cung kính niệm Phật đó lại, nếu có người chỉ một lần xưng Nam Mô Phật, người này mãi đến lúc giải thoát, phước đức ấy vẫn chẳng cùng tận. Như vậy, này tu Bồ Đề, gieo căn lành trong phước điền Phật được phước vô lượng. Vì thế nên biết rằng Đức Phật cùng hóa Phật không sai khác. Vì pháp tướng của các pháp không khác vậy. Này tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật nhập trong thiệt tướng các pháp như vậy. Thiệt tướng các pháp như vậy, thiệt tướng các pháp đó chẳng hư hoại, đó gọi là tướng bát nhã ba la mật nhẫn đến là tướng vô thượng bồ đề chẳng hư hoại. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiệt tướng các pháp chẳng hư hoại, tại sao Đức Phật lại hoại các pháp tướng mà dạy rằng đây là sắc, là thọ tưởng, hành và thức, là nội pháp, là ngoại pháp, là thiện pháp, là bất thiện pháp, là hữu lậu, là vô lậu, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu chánh pháp, là hữu vi pháp, là vô vi pháp v. Đức Thế Tôn, chừng không hoại các pháp tướng chăng? Này tu Bồ Đề, không, vì dùng tướng danh tự để chỉ bày các pháp muốn cho chúng sanh được hiểu. Đức Phật chẳng hoại pháp tướng các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu vì dùng tướng danh tự để chúng sanh được hiểu mà nói các pháp. Nếu các pháp không danh, không tướng thì làm sao dùng danh tướng hiển bày muốn chúng sanh được hiểu. Này tu Bồ Đề, theo pháp thế tục có danh tướng chớ thiệt thì không chỗ chấp trước. Này tu Bồ Đề, như người phàm nghe nói khổ liền chấp danh lấy tướng. Còn chư Phật và các thánh đệ tử thì chẳng chấp danh lấy tướng. Này tu Bồ Đề, nếu danh chấp danh, tướng chấp tướng thì lẽ ra hư không cũng chấp hư không? Vô tướng cũng chấp vô tướng, vô tác cũng chấp vô tác, thiệt tế cũng chấp thiệt tế, pháp tánh cũng chấp pháp tánh, vô vi tánh cũng chấp vô vi tánh. Này tu Bồ Đề, tất cả pháp đó chỉ có danh tướng, pháp đó chẳng ở trong danh tướng. Như vậy, này tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chỉ ở trong danh tướng phải hành bát nhã ba la mật, trong danh tướng đó cũng chẳng nên chấp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Đại Bồ Tát vì ai mà phát tâm vô thượng bồ đề, thọ nhiều sự cần khổ.
Lúc Bồ Tát hành đạo, Bồ Tát bố thí, trì giới, hành nhẫn nhục, siêng tinh tấn, nhập thiền định, tu trí huệ, hành tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, hành không, vô tướng, vô tác, hành mười trí lực đến đại từ đại bi. Này tu Bồ Đề, như lời tu Bồ Đề vừa nói, nếu tất cả pháp hữu vi chỉ có danh tướng thì đại Bồ Tát vì ai mà hành Bồ Tát đạo?